Chào mừng các em đến với kênh Hề Liêm trong bài giảng. Hôm nay thầy sẽ dẫn các em toán lớp 3 sẽ kết nối tri thức của cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng, Hề Liêm liên quan không quảng cáo. Các em xem hết quảng cáo giúp Hề Liêm để hạn các em kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ bài 75 thực hành và trải nghiệm khu hợp phân loại ghi chép số liệu và đọc bản số liệu. Trang 110 sẽ kết nối tri thức cuộc sống. Giờ trước hết mình sẽ đến phần hoạt động và cuối tuần sau thì lớp chúng mình sẽ cùng đi cắm trại, và bây giờ chính là lúc chúng mình lên kế hoạch chuẩn bị cho chuyến đi chơi đó nha. Như vậy người ta nói là vào tuần sau thì lớp chúng mình sẽ cùng đi cắm trại. Bây giờ chính là lúc chúng mình lên kế hoạch chuẩn bị cho chuyến đi chơi đó. Câu số 1, hãy nêu một vài việc cần làm để chuẩn bị cho chuyến đi chơi. Gợi ý chúng mình sẽ muốn đi đâu, sẽ làm gì ở đó, sẽ ăn gì, sẽ uống gì, đúng không? Như vậy câu số 1 này các em có thể trả lời sao? Thì mình sẽ dựa vào gợi ý để mình sẽ làm. Trước hết là chúng mình muốn đi đâu, trước hết là mình sẽ chọn địa điểm đi đi chơi điểm đi. Trước hết mình sẽ chọn địa điểm đi chơi nha, có nghĩa là muốn đi đâu, có nghĩa là địa điểm đi chơi. Địa điểm đi cắm trại hoặc là các em để là địa điểm đi chơi cũng được. Thì cắm trại thì mình sẽ thường cắm trại ở công viên, ở trang trại hoặc là ở vườn quốc gia, đúng không nào? Như mình có thể cắm trại ở công viên hoặc là ở trang trại hoặc là ở vườn quốc gia, đúng không nào? Đó là những các địa điểm mà mình thường hay cắm trại. Tiếp theo là làm gì ở đó. Giờ mình sẽ làm gì ở đó, hay là các em để là chơi gì cũng được. Như vậy là làm gì thì trước hết thì mình sẽ dựng lều này. Dựng lều chạy đúng này. Sau đó thì mình có thể chơi các trò chơi, ví dụ như là chơi kéo co này. Sau đó mình có thể khi vậy cũng được, đúng này. Giờ sau đó thì mình sẽ tổ chức ăn uống, đúng này. Có thể là sẽ đốt lửa chạy rồi ăn uống, đúng này. Ăn uống, tổ chức ăn uống, đúng này. Như vậy là các công việc có thể làm là những điều chạy, chơi kéo co, hay vẽ ăn uống, đúng này. Ở đây chính là các việc cần làm, đúng này. Các việc sẽ làm, các việc sẽ làm. Sẽ làm ở đâu, địa điểm đi cắm trại, các việc sẽ làm và là những điều trại, chơi kéo co, khi vẽ và tổ chức ăn uống, đúng này. Giờ tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị đồ ăn, chuẩn bị mình sẽ đem đồ ăn theo, mình ăn những gì thì mình thấy là những cái đồ mặn khô á, dễ mang theo như là xúc xích này, tim tim này, khoai tây chiên này, gà rán này, trái cây này, vân vân. Thì đây là những đồ ăn mình sẽ ăn trong buổi cắm trại đó. Tiếp theo mình sẽ uống gì? Đồ uống thì mình uống, có thể là mình sẽ uống nước lọc, sữa, nước ngọt hoặc là nước trái cây.
dụng này. Vâng. Như đây là những việc chúng ta có thể làm. Mình sẽ xác định địa điểm đi cắm trại. Các việc cần làm khi cắm trại gồm có dựng điều trại, chơi kéo co, thi vẽ và đồ ăn mang theo có thể là xúc xích, bim bim, khoai tây chiên, gà rán, trái cây. Đồ uống có thể là mình sẽ đem theo nước lọc, sữa, nước ngọt, nước trái cây, v.v. Giờ như là mình xong câu số 1, mình sẽ qua tiếp câu số 2. Như giờ vị đầu tiên mình phải chọn được cái địa điểm đúng không? Chọn địa điểm đi cắm trại nhé. Sau đó mình sẽ có các công việc sẽ làm thì đến cắm trại. Những đồ ăn mình có thể mang theo và những đồ uống mình có thể mang theo. Đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 2. Câu số 2 đầu tiên cả lớp sẽ cùng nhau chọn địa điểm để cắm trại. Robot sẽ gợi ý rằng chúng mình có thể chọn một trong ba địa điểm sau: vườn quốc gia, trang trại hoặc là công viên. Hãy tham khảo các bạn trong lớp và ghi chép số liệu hoàn thành bảng số liệu sau. Như bảng số liệu mình sẽ gồm có các địa điểm cắm trại gồm có vườn quốc gia, trang trại, công viên. Số bạn chọn như là mình sẽ tổng hợp ý kiến trong lớp của mình xem có bao nhiêu bạn chọn vườn quốc gia, bao nhiêu bạn chọn trang trại và bao nhiêu bạn chọn công viên, mình sẽ điền vô đây. Giờ như vậy thầy sẽ điền cái bảng này trước cho các em nhé. Địa điểm cắm trại. Các em sẽ học ở dưới lớp của mình, sau đó các em sẽ điền vô ở đây, thầy sẽ cho ví dụ. Số bạn chọn. Vườn quốc gia, giờ quý thầy sẽ cho ví dụ như là các bạn chọn vườn quốc gia, ví dụ như là có 9 bạn chọn vườn quốc gia, 8 bạn chọn trang trại, 12 bạn chọn công viên. Đúng không? Ở đây là cho ví dụ không nha. Như vậy là tổng số học sinh, ví dụ như là trong lớp của mình sẽ có là 29 bạn, thì sẽ có 9 bạn chọn quốc gia, 3 vườn quốc gia, 8 bạn chọn trang trại, 12 bạn chọn quy. Ở đây hãy cho số liệu ví dụ nha. Giờ mình sẽ trả lời câu hỏi có bao nhiêu bạn muốn cắm trại vườn quốc gia, thì mình thấy là có 9 bạn. Nhưng mà trả lời câu hỏi như này nha. Như mình trả lời là có 9 bạn muốn cắm trại. Ở vườn quốc gia. Tiếp theo có 8 bạn muốn cắm trại. Ở trang trại. Và có 12 bạn
muốn cắm trại ở công việc chỗ nào? Như vậy mà xong câu A mình sẽ qua tiếp câu B. Có 9 bạn muốn cắm trại vườn quốc gia, 8 bạn muốn cắm trại ở trang trại và 12 bạn muốn cắm trại ở công viên nha. Câu B người ta hỏi địa điểm nào được chọn là địa điểm có nhiều bạn chọn nhất khi mình thấy là chính là công viên, đúng không? Như mình trả lời địa điểm có nhiều bạn chọn nhất là công viên, đúng không? Địa điểm có nhiều bạn chọn nhất là công viên. Vậy lớp mình sẽ cắm trại đâu? Vậy lớp mình sẽ quyết định chọn cắm trại ở công viên, đúng không? Như vậy là mình xong câu số 2 nhé. Giờ câu số 2 các em hiểu bài, các em sẽ bấm quit video hãy biết kèm các bài nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 3. Câu số 3 mình sẽ điền số vào dấu chấm hỏi nhé. Người ta yêu cầu mình hãy tham khảo ý kiến của bạn lớp trong lớp và ghi chép số liệu hoàn thành bản số liệu về thời gian xuất phát và thời gian kết thúc của chuyến đi. Như vậy câu số 3 mình sẽ tham khảo ý kiến của bạn trong lớp, ghi chép số liệu và hoàn thành bản số liệu về thời gian xuất phát, thời gian kết thúc. Thì mình thấy là thời gian xuất phát và kết thúc từ 7 giờ là xuất phát, kết thúc là 16 giờ. Còn bên đây sẽ là từ 8 giờ tới 17 giờ. Như vậy các em sẽ thống kê xem trong lớp mình sẽ có bao nhiêu chờ bạn chọn từ 7 giờ tới 16 giờ, bao nhiêu bạn chọn từ 8 giờ tới 17 giờ. Thầy sẽ cho số liệu ví dụ nhé. Ví dụ mình sẽ có 10 15 bạn sẽ chọn là từ 7 giờ tới 16 giờ. Còn 14 bạn sẽ chọn là từ 8 giờ tới 17 giờ. Theo số đông các bạn trong lớp chúng mình thống nhất sẽ xuất phát vào lúc 7 giờ, đúng không? Và kết thúc chuyến đi vào lúc 16 giờ. Ở đây thầy cho ví dụ thôi nha. Còn chính xác bao nhiêu thì các em sẽ thống kê trong lớp của mình, đúng không? Giờ như là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video để biết kèm hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em khá giảng dự hiệu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em là cho đăng ký kênh Hà Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hà Liêm nhé. Hãy chúc các em học tập, tạm biệt kính nhé.